Người sẽ đến với trường quay của chúng ta ngày hôm nay là một gương mặt vô cùng quen thuộc với rất nhiều khán giả theo dõi truyền hình. Mình thích là tâm lý, lầm lì về nội tâm. Bây giờ đến với phần thử thách nhá. Thử chết. Ngọt mà. Ngọt à? Vâng. Thơm. Không có mùi gì. Không. Thử cái xem nào, ăn đi tập có khi lại nhầm đi chị. Cùng gặp gỡ diễn viên Minh Tít trong chương trình Ai đến hôm nay vào lúc 18:30 thứ 6 ngày 4 tháng 11 năm 2022.